chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng quyền lợi khi đau ốm, hưu trí, thai sản. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Trước tình trạng này, bảo hiểm xã hội tỉnh đang quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Là một trong những đơn vị có nhiều doanh nghiệp với số lượng lớn người tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Giang không chỉ tích cực triển khai, mở rộng đối tượng tham gia, triển khai tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, mà còn quyết liệt thực hiện công tác thu hồi nợ bảo hiểm xã hội. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, trên địa bàn huyện, số nợ bảo hiểm xã hội là trên 24 tỷ đồng, chiếm 9,23% tổng số thu. Trên địa bàn Văn Giang này phải nói là có những đơn vị là nợ lâu, nợ dài, không tiếp cận được doanh nghiệp. Tập đoàn Phúc Lâm hiện thời bây giờ đang nợ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Văn Giang là 6 tỷ đồng, với số lao động là 7 lao động, rất là khó khăn. Chúng tôi là hàng tháng, hàng quý vẫn theo thực hiện chỉ đạo của bảo hiểm tỉnh là sang đôn đốc và lập biên bản. Vừa rồi chúng tôi cũng báo cáo ủy ban huyện rồi, báo cáo cả thanh tra, đề nghị với các cơ quan cấp trên có phương án đưa ra là để khoanh lại được cái số nợ này, để làm sao số nợ này nó không đẩy lãi nữa, không khoanh được thì số nợ nó cứ đẩy lãi theo hàng tháng. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 10 năm 2022, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nợ đọng gần 200 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó chỉ tính riêng số nợ bảo hiểm xã hội là gần 124 tỷ đồng, gồm nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 5,4 tỷ đồng, nợ từ 3 tháng trở lên là 118 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do từ năm 2020 đến nay, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, không có khả năng đóng đúng hạn. Một số doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động nên khó thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, do quy định mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức lãi suất vay ngân hàng nên không ít đơn vị cố tình nợ đọng để trục lợi. Hiện nay nó có khoảng độ tầm hơn 1.000 đơn vị là nợ, chiếm khoảng 30% số đơn vị mà do cái yếu tố khách quan chủ quan chậm đóng hàng tháng, họ sẽ khắc phục ngay trong cái tháng tiếp theo khi bảo hiểm xã hội có cái đôn đốc nhắc nhở. Các đơn vị nợ kéo dài thì nó có tác động ảnh hưởng đến người lao động. Chúng tôi cũng đã có nhiều giải pháp tiếp tục theo dõi và đôn đốc khi để đơn vị khi có nguồn kinh phí sẽ thực hiện chuyển đầy đủ. Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định việc thu nợ bảo hiểm xã hội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao mà quan trọng nhất là góp phần bảo đảm chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng cho người lao động. Vì nếu các chủ sử dụng lao động không đóng nộp các loại bảo hiểm kịp thời thì người lao động sẽ không được hưởng các chế độ như ốm đau, thai sản, khám, chữa bệnh, trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiều biện pháp để đôn đốc, thu hồi nợ đọng. Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những giải pháp giảm thiểu tối đa các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 223 đơn vị. Qua đó đã phát hiện những sai phạm và yêu cầu các đơn vị nộp trên 17 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm. Đồng thời, yêu cầu đóng đủ thời gian và mức đóng cho gần 600 người lao động với số tiền truy đóng gần 1,5 tỷ đồng. Việc thanh tra kiểm tra đã góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động có ý thức thực hiện tốt hơn các quy định của luật bảo hiểm xã hội. Không có thanh tra kiểm tra thì doanh nghiệp thì cứ nghĩ như là mình đã thực hiện đúng rồi, nhưng thực tế là theo quy định mới, số chính sách thay đổi mà doanh nghiệp mà chưa cập nhật đặt kịp thời thì đôi khi là thực hiện vẫn còn chưa đúng. Thông qua chương trình kiểm tra của các cơ quan bảo hiểm, ví dụ huyện hoặc là cơ quan bảo hiểm của tỉnh kiểm tra cái công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, những cái khoản trích lột cho người lao động có đúng hay không, hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một cách tốt nhất, đúng nhất để doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ đọng nên đến hết tháng 10, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh đã đạt trên 4.560 tỷ đồng, tăng 330 tỷ đồng so với năm 2021, đạt 80% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2022. Tỷ lệ nợ đọng chỉ còn 3,4%. Hiện bảo hiểm xã hội đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động, người sử dụng lao động, đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID để người lao động nắm được quá trình đóng bảo hiểm xã hội, kịp thời có kiến nghị khi người sử dụng lao động không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Đối với các đơn vị cố tình vi phạm, nợ đọng kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngành bảo hiểm xã hội sẽ lập hồ sơ, đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.